Và hôm nay bên em sẽ đưa quý vị và các bạn đến một cái trải nghiệm rất mới, đó là nghe một hệ thống âm thanh vòm của những đôi loa Gigot G1000 dòng loa K-Bass 20. Và bên em đang thiết kế hai đôi loa đối xứng trước và sau. Và tất cả hai đôi loa này đã hoạt động, và một cái giúp Gigot VK360 em để chính giữa kia để chúng ta nghe được chất âm nó được thật tái tạo, được hội tụ lại ở khu vực trung tâm, đó là hệ thống âm thanh vòm gồm những đôi loa Gigot G1000. Chính những đôi loa Gigot G1000 này em tạo ra một đôi loa phía sau, một đôi loa phía trước. Bạn thấy không ạ? Nhạc rất hay, rất sạch. Hệ thống âm thanh vòm này cho chúng ta trải nghiệm hoàn toàn mới khi mà chúng ta chỉ nghe những đôi loa phía trước thôi. Thì thêm một sự hỗ trợ của con sub phía dưới và một con loa Gigot G1000 phía đằng sau đây. Nghe nhạc rất sạch sẽ. Cái này thì các bạn vui lòng đeo tai nghe nhé. Nhạc rất hay luôn, rất là sống động, nó cho sự pha trộn ở bốn không gian chúng ta nghe nó đầy đủ. Và tất cả những hướng loa chúng ta đặt thì bao giờ cũng phải hơi check một góc vào giữa nhé, vào giữa trung tâm bao giờ phải hơi check. Đó là hướng loa đặt đã được các nhà thiết kế tính toán. Khi chúng ta bày các góc loa nó rất là ổn định về các hướng thì chúng ta được cái trải nghiệm cái chất âm nó sống động và trung thực nhất, thì đó là cái sự hòa trộn của hệ thống âm thanh vòm gồm những đôi loa Gigot G1000 và những con sub Gigot VK360. Thì đó là trải nghiệm hoàn toàn mới các bác nhé. Bác nào mà muốn mua những đôi loa Gigot G1000 cho chất âm nó cực kỳ là trong trẻo sạch sẽ như này, bác hãy liên hệ cho công ty Tiki Audio cho 2 số loa trên video nhé.